Tổ chức chuyên theo dõi nhân quyền quốc tế hôm 2 tháng 1 tố cáo chính quyền Việt Nam đã đệ trình một hình ảnh rất sai thực tế về hồ sơ nhân quyền của mình trong đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR tại Liên Hiệp Quốc gần đây. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, báo cáo của chính phủ cho rằng Việt Nam đã thực thi được 175 trong số 182 khuyến nghị mà nước này chấp thuận từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát năm 2014 là rất xa thực tế ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhận định trong thông cáo đưa ra hôm 2 tháng 1 rằng các nhà lãnh đạo của Việt Nam lẽ ra có thể vận dụng phiên kiểm điểm của Liên Hợp Quốc để thực thi các cải cách về nhân quyền thực sự, nhưng thay vào đó, họ lại lúng sâu hơn qua việc chối bỏ hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết họ đã ghi nhận việc chính quyền Việt Nam bắt giữ tùy tiện đối với ít nhất 63 nhà hoạt động và blogger trong năm 2017 và 2018. Kết tội ít nhất 15 nhà hoạt động và blogger theo các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia, với nhiều bản án lên tới mức hơn 10 năm tù giam. Các luật sư bào chữa không có đủ thời gian hoặc không được trình bày ý kiến trong các phiên tòa có động cơ chính trị. Tổ chức Nhân quyền nói, thực tế này trái ngược với những gì mà Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung báo cáo tại Liên Hiệp Quốc rằng Việt Nam đảm bảo cho mọi người quyền bình đẳng trước pháp luật. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng dẫn ra nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhân quyền, trong đó có trường hợp của nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng, và cho biết ông Lượng đã bị cấm không được tiếp xúc với luật sư cho đến tận một tháng trước khi bị kết án 20 năm tù giam. Ngoài ra còn có trường hợp mất tích của blogger Nguyễn Danh Dũng sau khi ông này bị bắt vào tháng 12 năm 2016. SRW còn đưa ra các trường hợp thực tế khác để phản biện lại tuyên bố của Việt Nam về quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, báo chí. Thông cáo của Tổ chức Nhân quyền nói, Chính quyền Việt Nam phát biểu rằng Việt Nam đã trở thành một nước có tốc độ phát triển internet cao nhất thế giới với hơn nửa số dân sử dụng internet và khoảng 58 triệu tài khoản Facebook, nhưng đã lờ đi thực tế rằng theo luật an ninh mạng mới có hiệu lực, hàng chục triệu người sử dụng internet ở Việt Nam sẽ không có quyền bảo mật riêng tư và có thể bị bắt giữ tùy tiện vì đăng tải thông tin bị chính quyền cho là đe dọa tới an ninh quốc gia. Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 2007 nhằm ra soát định kỳ tình hình nhân quyền của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Trước kỳ kiểm điểm lần này, Việt Nam đã từng tham gia UPR vào năm 2009 và năm 2014. Cũng như hai lần trước, Việt Nam khẳng định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và được các nước tham gia kiểm điểm ghi nhận các thành tựu trong nỗ lực bảo đảm quyền con người trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam nói hôm 24 tháng 1. Ngược lại, nhiều tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động trong nước đều lên án Việt Nam về tình trạng trấn áp nhân quyền ngày càng tăng trong thời gian gần đây. Tại kỳ kiểm điểm lần này, nhiều quốc gia tham gia chất vấn cũng nêu ra những quan ngại đối với Việt Nam về khả năng vi phạm nhân quyền của luật an ninh mạng, tình trạng tra tấn, vấn đề công đoàn, quyền tự do hội họp, tự do tôn giáo, môi trường an toàn cho xã hội dân sự. Việt Nam trong top 20 nước đàn áp tín đồ Thiên Chúa giáo nặng nề nhất trên tổng số 50 nước được tổ chức Open Doors theo dõi và đánh giá trong năm 2018. Phúc trình vừa công bố của cơ quan giám sát toàn cầu chuyên bảo vệ các tín đồ Thiên Chúa giáo bị đàn áp trên thế giới nhấn mạnh và sự đàn áp đối với hai nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo là các sắc dân thiểu số và những người hoạt động chính trị chống chính quyền. Báo cáo của Open Doors nói chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo từ cấp trung ương đến cấp địa phương theo dõi các hoạt động của người theo Thiên Chúa Giáo và gây áp lực lớn lên các tiến đồ. Open Doors ghi nhận trong năm 2018, Việt Nam đã bỏ tù một số nhà hoạt động, blogger công giáo và mục sư tí lành. Báo cáo dẫn ra trường hợp của giáo dân Nghệ An Lê Đình Lượng bị kết án 20 năm tù về cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền cùng vụ trục xuất luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và thành viên Hội Anh Em Dân Chủ Lê Thu Hà ở sáng Đức. Ông Đài và bà Hà đều là tín đồ thiên chúa giáo. Hồi tháng 10 năm 2018, một tín đồ công giáo khác là blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phóng thích sau 2 năm thụ án với điều kiện phải sang Mỹ sống lưu vong. Vẫn theo Open Doors, năm qua có một số giáo sứ và tu viện ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh bị tấn công và bị áp lực của các côn đồ do chính quyền thuê phải chấp nhận bị cưỡng chế thu hồi đất. Một nhóm con chiên thiên chùa giáo khác đặc biệt bị ngược đãi ở Việt Nam là các sắc dân thiểu số, theo Open Doors, Tổ chức này cho biết đa số người cải đạo sang Thiên Chúa Giáo là các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của Việt Nam và ước tính có đến 80% tín đồ tin lành ở Việt Nam là người dân tộc thiểu số. Phúc Trình chỉ ra một số hình thức ngược đãi, chẳng hạn như học sinh theo đạo, bị phân biệt đối xử ở trường và không được quan tâm như các bạn học khác hay không được chăm sóc y tế. Một số em thậm chí còn không được đi học. Khi sinh viên người dân tộc ở Tây Nguyên cải đạo sang Thiên Chúa Giáo, chủ yếu là tin lành, các em bị trường đe dọa đổi học hoặc bị các thầy cô thuyết phục bỏ đạo. Sự ngược đãi không chỉ xuất phát từ chính quyền mà còn xảy ra ở chính những người thân, gia đình, cộng đồng, làng xã của người cải đạo, theo báo cáo. Open Doors nói khi phát hiện có người mới theo đạo thiên chúa ở những nơi mà phong tục tập quán của tổ tiên họ vẫn còn mạnh. Để bảo vệ văn hóa của buôn làng, các trưởng tộc sẽ khai trừ người đó ra khỏi làng và xem họ là những kẻ phản bội văn hóa và bản sắc của cha ông. Ngoài ra, các lãnh đạo buôn làng còn hợp tác với chính quyền để ngược đãi những người cải đạo, còn dân làng thì ngăn cản các buổi cầu nguyện của con chiên trong làng. Open Doors cho biết những người cải đạo còn bị người thân trong gia đình cắt đứt mọi quan hệ và không cho thừa hưởng gia sản. Trong một số trường hợp, họ còn buộc ly hôn với người vợ hoặc chồng theo thiên chúa giáo và không cho họ quyền nuôi con. Tổ chức Open Door cho biết cứ ba tín đồ thiên chúa giáo ở châu Á thì có một người bị ngược đãi. Trên toàn cầu, tổ chức này ước tính có 245 triệu tín đồ thiên chúa giáo bị ngược đãi, tăng so với 215 triệu người một năm trước đó. Trên bảng xếp hạng, so với Trung Quốc, Việt Nam hà khắc hơn đối với các tín đồ thiên chúa giáo. Quốc gia đông dân nhất thế giới đã đi từ hạng 43 lên hạng 27, tức là đàn áp ngày càng mạnh tay. Ở Trung Quốc, tình trạng phân biệt đối xử với tín đồ thiên chúa giáo, kể cả công giáo và tin lành, là tệ nhất trong vòng một thập niên, theo Open Doors với ít nhất 50 triệu người bị các hình thức đàn áp nào đó trong lúc chính quyền Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát tôn giáo. Ông Herrianta Blint, trưởng điều hành của Open Doors ở Anh và Ireland, dẫn lời một số lãnh đạo giáo hội ở Trung Quốc cho biết sự ngược đãi trong năm 2018 là tệ nhất kể từ cách mạng văn hóa hồi năm 1976. Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đông tín đồ thiên chúa giáo nhất thế giới vào năm 2030 do dân số khổng lồ của nước này. Hiện ước tính có khoảng 93 cho đến 115 triệu tín đồ tin lành và từ 10 cho đến 12 triệu tín đồ công giáo ở Trung Quốc, đa phần sinh hoạt với các giáo hội không đăng ký với chính quyền. Trong năm 2018, chính quyền Bắc Kinh đã đóng cửa hàng trăm nhà thờ không chính thức bắt giam các linh mục và các tín đồ, hạ thánh giá, cầm bàn kinh thánh trực tuyến và tăng cường giám sát các hội thánh. Hồi tháng trước, một số trường học và thành phố đã cấm tổ chức lễ Giáng sinh. Ông Blitz cho biết sự ngược đãi ở Trung Quốc là do ba yếu tố. Sự lãnh đạo về mặt tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình, lo lắng của chính quyền về sự gia tăng tín đồ thiên chúa giáo và việc sử dụng công nghệ như là một công cụ đàn áp. Tháng 9 năm ngoái Vatican đã ký một thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh về việc bổ nhiệm các giám mục với mục đích làm nồng ấm hơn quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Tuy nhiên, một số vị chức sắc trong giáo hội gọi đây là sự phản bội. Hồng y Joseph Sen, cựu tổng giám mục Hồng Kông, nói rằng hậu quả sẽ là thảm họa và kéo dài không chỉ đối với giáo hội ở Trung Quốc mà còn là toàn thể giáo hội bởi vì nó hủy hoại uy tín. Dẫn đầu danh sách các nước đàn áp tín đồ Thiên Chúa giáo mạnh tay nhất là Bắc Triều Tiên. Tiếp theo sau lần lượt là Afghanistan, Somali, Libya, Pakistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran và Ấn Độ. Theo Open Doors, chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Ấn là nguyên nhân làm tăng các vụ tấn công bạo lực của những người Hindu cực đoan nhắm vào các tín đồ thiên chúa giáo và nhà thờ. Ông Blitz cho biết, đối với nhiều người thiên chúa giáo ở Ấn Độ, cuộc sống thường nhật của họ giờ đây đầy sự sợ hãi, hoàn toàn khác với 4 hay 5 năm trước đây. 18 năm liên tiếp, Bắc Triều Tiên dẫn đầu danh sách các nước bức hại tín đồ Thiên Chúa Giáo. Trong năm 2018, hơn 4.305 tín đồ Thiên Chúa Giáo bị sát hại tại quốc gia Cộng sản cô lập này chỉ vì đức tin của họ, theo Reuters. Một chuyên gia kinh tế cho rằng người Việt Nam tiết kiệm quanh năm nhưng tiêu xài quá nhiều vào dịp Tết và kêu gọi mọi người từ bỏ thói quen không giúp ích cho nền kinh tế này. Cựu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Chi Lan đưa ra nhận định trên dựa vào những con số thống kê chi tiêu trong dịp Tết và quan sát trong thực tế cuộc sống. Quanh năm thì họ tiết kiệm rất dớm nhưng mà vào những dịp Tết thì người khi thấy họ tiêu xài rất nhiều, dồn quá nhiều thứ để mà trong dịp Tết người tiêu dùng Việt Nam đứng thứ hai thế giới về tiết kiệm tiền mặt, theo một khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen vào giữa năm ngoái. Tuy nhiên, khảo sát này cũng nói rằng 50% người Việt sẵn sàng chi tiêu nhiều trong dịp lễ Tết. Bà Lan cho biết cả những người thu nhập trung bình hoặc thấp vẫn dồn nhiều tiền vào dịp Tết để mua sắm nhiều những thứ mà chuyên gia kinh tế này cho là không cần thiết. Bà đưa ra ví dụ về xu hướng người dân Việt thường mua ô tô, xe máy cũng như những vật dụng điện tử hay đồ trang trí mới vào dịp Tết. Báo nhân dân trong một bài viết cho biết trước Tết 2018 trên thị trường xuất hiện cuộc săn đua hàng độc lạ giá đắt đỏ như một cách để các gia đình có điều kiện thể hiện đẳng cấp, thương hiệu. Tờ báo này trích dẫn một số ví dụ như có gia đình chi 1,8 tỷ đồng để mua được 1 kg trứng cá tầm hay từ 400 đến 650 triệu đồng để được sở hữu 1 kg nhụy hoa nghệ tây. Một khảo sát khác của Nielsen vào tháng 1 năm 2016 cho thấy người Việt chi tiêu trung bình là 14,2 triệu đồng, tức khoảng 640 đô la vào dịp Tết. Thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam năm 2016 ước tính đạt khoảng 2.170 đô, tức hơn 50 triệu đồng. Tạm chí tài chính nhận định rằng người dân trong nước sẽ mạnh tay chi tiêu hơn trong dịp Tết kỷ hợi do kết quả tích cực của tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 và trích lời tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói rằng người dân có thể tiêu dùng ở mức cao hơn so với năm ngoái. Giải thích về nguyên nhân tại sao người Việt Nam lại có xu hướng chi tiêu mua sắm nhiều trong dịp Tết, bà Lan cho rằng nó một phần xuất phát từ thời gian khó khăn trong chiến tranh và thời bao cấp khi nền kinh tế khó khăn và đời sống của mọi gia đình cũng hết sức khó khăn và thiếu thốn do đó khi có điều kiện hơn một chút họ muốn chi tiêu nhiều hơn đặc biệt vào dịp tết như cách để bù đắp lại chuyên gia kinh tế này cũng cho rằng thói quen này còn xuất phát từ thói khoe khoang của người việt ở việt nam nó vẫn có một cái tâm lý hay một cái kiểu văn hóa không hay là thích phô trương thích khoe khoang nhiều quá thành ra ngay cả cái tâm lý mua sắm nhiều hay mua cái gì cũng thích mua những cái mới về dịp tết thì nó cũng nằm trong một phần cái tâm lý khoe khoang đó nhiều khi mình đâu đã có điều kiện để mà thời có mà chi tiêu quá nhiều, có người cũng phải vay mượn những cái những cái những cái lớn không chịu tốt. Infonet trích lời một công nhân làm thuê ở Cà Mau nhưng quê ở Ninh Bình cho biết anh tích cóp lương tháng 4 triệu đồng trong cả năm. Nhưng vì bệnh sĩ nên Tết năm nào cũng phải sắm sửa cho thật tươm tất, cho xứng tầm một người đi làm ăn ở xa trở về. Một khảo sát gần đây của Decision Lab có trụ sở thành phố Hồ Chí Minh cho biết gần 40% người được hỏi về cảm tưởng khi mua sắm Tết nói rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc. Bà Lan cho rằng việc chi tiêu quá nhiều và lãng phí vào dịp Tết không giúp ích cho nền kinh tế cũng như xã hội. Theo báo Nhân dân, trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn, cần tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thì sự lãng phí của một bộ phận xã hội sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển chung, ảnh hưởng tới môi trường, làm gia tăng tranh lệch giàu nghèo, đe dọa an ninh lương thực. Truyền thông Việt Nam đã có nhiều bài viết kêu gọi mọi người chi tiêu tiết kiệm trong dịp Tết cổ truyền, trong khi lãnh đạo nhà nước tuyên bố cấm biếu xén quà cấp trên trong dịp lễ Tết trong những năm gần đây cũng đã xuất hiện những lời kêu gọi nên bỏ tết nguyên đán và gộp vào dịp tết tây từ một số chuyên gia vì họ cho rằng làm như vậy sẽ tránh được lãng phí